Ok, what's up các bạn. Thì video hôm nay là đang mod chip mạng tranh thủ, thì mình chỉ nhận mod chip tới thứ tư và thứ năm của tuần này các bạn. Thì mình sẽ off mà. Cái đó là vấn đề về mod chip, thì tiệm thì vẫn sẽ mở tới 9 tháng 2 các bạn, là 30 Tết. Vẫn là bình thường 34 nè. Thì bữa mình nói cái mặt đó. Hey, like các bạn, like tại máy mới có vài rất là nhiều và đắt là 2023 các bạn mới 100%. Màu xanh, màu hồng, màu xám với bản Animal Crossing. Đây đang là mod chip bạn. Mod chip hiện giờ mình thấy giá cũng rất là ổn rồi. Khi bạn mod chip hoặc bạn mua máy mình sẽ hỗ trợ bạn hộp free trong đời. Còn lại bạn máy mới không? Toàn bộ máy về mình mở ra mod chip hết. Bắt buộc phải mod chip. Còn mà mình không có bán game bản quyền một con máy, người ta sẽ xuất ra để bán game bản quyền chứ không phải để mod chip các bạn. Khi mà mod chip rồi, hack rồi, toàn bộ bạn sẽ cho free hết, bạn không phải tốn tiền mới mua. Các bạn có thể là có từ PC qua và các bạn có thể là kéo chip info về. Đấy. Còn supply các bạn đang làm một supply ha. Nãy mình là con OLED thì giá mình có để trên web, các bạn hỏi vô tham khảo giá máy, giá mod chip, phụ kiện, tất cả sản phẩm đều có trên web giúp mình ha. Rồi đây là con B4 bữa mình nói các bạn nè, thì mình sử dụng cái mạch này thì thấy rất ổn, mà thì nếu mà bạn đây sử dụng B4H các bạn có thể sử dụng cái thao tác này là nó sẽ sao các bạn, tiện hơn rất là nhiều. Các bạn đỡ phải gút ra gút vô cái USB, anh em chỉ cần mở vô đây rồi đó. Đây thì các bạn lưu ý cho mình, để hát được cái phim quay các bạn phải là dưới 9.0 và từ 9.0 trở xuống. Đây anh em vô hệ thống nè, vô không tập hệ thống nè, các bạn coi thông tin nè, phần mềm hệ thống là 9.0 đổ xuống là ok đồ đó. Và sử dụng cái mạch này thì đơn giản, bạn nếu mà kết nối lần đầu rồi anh em chỉ cần vô cái hướng dẫn sử dụng, connect vô cái ấy của nó thôi là được. Toàn bộ mình đã ấy hết rồi, bạn chỉ cần cắm vô connect với mạng của B4 Explore Tay là được. Đó, nó chạy lên nè, các bạn nhìn góc bên phải nè, đó đang lót vô chọn content thôi, anh em kéo vô chọn content 2.4 thôi là ok. Nó lót content được, đó lót content rồi ok, bấm logo mày logo bắt về, đơn giản này không có cần phải rút ra rút vô cái USB cực tiện rất nhiều. Rồi đó, khi mà các bạn rồi nó sẽ có content nem vô đây, nem cốc vô thôi cũng rất là dễ rồi ha. Tranh thủ làm thì giống như mình nói rồi, cái mình thứ tư thứ năm mình sẽ off, mình không nhận máy mod chip nữa, mình chỉ làm trong hai ngày đó. Và hôm nay là buổi nay là thứ hai các bạn, thứ tư thứ năm. Đây lá xích này chắc ngày mai mình sẽ mở con nó, mình đang làm thì con nó sẽ dùng USB các bạn. Phụ kiện hiện tại qua rất nhiều like, cũng về nhiều like, hiện tại là hát mod chip 256 là 4.4 triệu. Khi đã hát mod chip toàn bộ bạn chơi free hết ha, đuổi không rất là mệt ha. Ngày làm full cả ngày bạn mod chip rồi, mình nhận máy làm full cả ngày rất là nhiều ha. Ok rồi đây còn lại con OLED các bạn. Thì chọn máy các bạn nó tùy theo cái nhu cầu bạn chọn máy phù hợp, thì như mình đã chia sẻ các bạn rồi, khi mà hát mod chip rồi toàn bộ các bạn chơi là sẽ free hết. Khó tải game thì mình sẽ hỗ trợ các bạn là chọn đời, thì anh em lên anh em thích cái gì anh em máy mình chơi. Khi mà hát rồi thì các bạn sẽ có thể là nó tạo ra được hai phim quay, anh em nếu mà có nhu cầu cho online các bạn cũng có thể là chuyển dịch phim quay gốc cũng được. Thì cơ bản mình đã hết rồi, đây là tiếng Việt, các bạn có thể xem lại video trước thôi nếu mà bạn chưa biết tiếng Việt. Thì các bạn có thể cài đồ này nọ được, nhưng mà khi đã hết thì các bạn chơi free hết, nhưng mà các bạn sẽ chơi ở chế độ offline. Hiện nay muốn online bắt buộc các bạn phải mua game bản quyền thì mới online được. Đây tính phô anh em cứ kết nối wifi rồi các bạn lên tính phô các bạn đào vào thôi, rất là đơn giản, mình chỉ cho các bạn rồi. Đây là con OLED, thì về máy kia đây là con máy Lineal, thì các bạn có nhu cầu mua cứ liên hệ mình. Thì con này máy Lineal là 7.5 triệu, con này là cũ các bạn, Lineal 99. Thì có một con mới về, có một con hôm nay con mới hiện tại là Wai Neon Mario là 8.2 triệu, Elatun Pokemon là 8.4 triệu. Đó thì giá mình luôn cập nhật trên web, các bạn vô web các bạn tham khảo giúp mình ha. Thì chơi 6 tải giờ hiện tại là rất là đơn giản nhất luôn rồi các bạn, không thể nào mà nó khó hơn được nữa ha. Thì về video mình sử dụng các bạn là xem lại giúp mình sẽ để dưới phần bình luận các bạn. Thì đó những cái này mình xem là blog nè, blog đây để từ Nintendo hết rồi. Toàn bộ mình đã ấy hết rồi, thì các bạn đơn giản máy game mà chơi để giải trí không phải suy nghĩ nhất đâu. Ok thì video cũng ngắn gọn tới đây thôi, các bạn khác mắc gì bình luận mình giúp mình, nhớ bấm đăng ký kênh giúp mình. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.